Còn coi phim hành động không? Bắn giết đâm chém rồi đó, phim ma phim quỷ đều trên mạng đó, còn coi không? Không không, từ ngày mà chú nói là con ngưng luôn từ dạo ấy luôn. Ở không nè, ta tập võ cho đàng hoàng để có miếng để hậu thân sau này đó, mình tự mình bảo vệ bản thân mình nè, bảo vệ cho gia đình mình nè, bảo vệ cho bà con xóm làng nè, còn có ích lợi hơn coi ba cái phim nó làm cái gì. Thiệt hả chú? Vậy mốt con gắng tập võ rồi vô mới được. Cố gắng đi, mày mà làm được á, tao đãi mày miễn phí 2 tuần uống cà phê. Có mới nói nghe cô Hồng. Sao không có? Trời ơi, cô Hồng coi vậy chứ uy tín đầy mình, ăn cho buông so. Mày thấy không, cái xóm này nè, bà con có ai bỏ mặt mày không? Dạ, con biết bà con hàng xóm mình ai cũng yêu thương và giúp đỡ con quá trời luôn. Nói chung á, thằng Tèo nó sợ thì cũng hơi quá, nhưng mà cũng không phải là không có nghe. Anh hai nói làm sao á? Em nghe ba vụ giết người cướp của đâu đâu á, xa lắm. Em coi tivi hoài nè, đâu ở trên thành phố á, chứ ở mình xẻo lá mình là yên bình lắm, làm gì có ba chuyện đó. Ở trên thành phố á, ba cái bọn cướp bây giờ nó lộng hành dữ lắm. Nó giật giỏ nè, nó giật điện thoại nè, nó giật xe người ta giữa ban ngày đó. Trời đất ơi, công an người ta chi đuổi, người ta chi tìm ra bắt. Mai mốt đó, nó không còn đường chạy, nó chạy xuống với mình sao? Cũng đúng ha. Nó nửa đêm nửa hôm á, mà gặp nó chặn đường đón ngõ, nó cầm dao cầm búa đó, thì nó đòi cái gì đó thì đưa hết cho nó đi, rồi mình báo công an sao. Chứ đừng có chống cự lại với nó, nguy hiểm lắm, phải không? Cũng như chính quyền xã nè, đã vận động bà con mình mỗi ngày á, nó phải cảnh giác ba cái bọn trộm cướp đó. Nếu mà có phát hiện được đó thì ban đêm đó thì đánh trống đánh mỏ rồi lên đó, rồi đánh chuông đánh kiển lên. Nhưng mà lỡ tụi nó chạy xé gió bán sống bán chết, mình đâu có cản được tụi nó đâu. Lỡ nó chạy nhanh quá cho nó chạy luôn đi, chủ yếu là nhớ cái bản số xe nó đó, rồi báo với công an người ta, ta tìm sao. Công an bây giờ người ta giỏi vụ đó lắm nghe, chỉ cần biết số xe thôi là người ta tìm ra người liền à. Chị mười mốt mà con có đi làm lại á, con cũng phải rút kinh nghiệm, con tập trung đầu óc nè. Con thấy khách nào mà hơi lạ lạ, hơi nghi nghi á, cái con sẽ nhớ lại dấu hiệu nhận biết nè, hình dạng tướng tá của mấy người đó. Thì đó, mày cũng thông báo với mấy người bạn mà chạy xe đang ôm của mày đó, phải không? Dạ. Đó, khách mà người ta lên xe đó, ta đi đâu đó phải dòm cho nó kỹ, bẩn đồ gì, đổi nón gì, tóc tai râu ria ra sao để ý. Sau này đừng có chuyện gì xảy ra đó, công an ta hỏi để mình mà trả lời với người ta. Bây giờ bọn cướp bây giờ mày thấy không, nó giật xe của mấy người ra ôm nè, nó giết những người lái taxi lấy tiền nè. Ồ, vậy em phải đi lấy sổ. Ủa, có gì á, mình nhìn mấy người khách uống cà phê á, mình ghi hết những cái đặc điểm của người ta để mình mốt có gì cái mình nhận dạng được. Anh ha, ha, vậy đi.